già quá rồi còn lên muốn tranh giành hổ báo cáo trồn lên trên mạng, còn muốn chơi gọi là giang hồ mạng ở trên này nữa. Trời đất ơi, lên rồi đấu tố ghê gớm lắm, phải không? Chiếu tướng rồi chiếu sĩ rồi cái gì tùm lum hết trơn, tướng sĩ tượng. Già rồi liệu cơ mà cắt mắm biết liệu sức mình đi. Mày đặt đi lên cái bàn cờ tố đồ chiếu tướng đồ ha, mã xe pháo ngựa đồ đã đời xong rồi đưa ra rồi trăm mà có cái dấu trên máy bay rồi gì, dấu trên vé máy bay rồi chung 220 triệu đồ rồi bây giờ cái mày đặt rồi cái đấy là bây giờ thua rồi ông chung cái ăn ngang nói ngược. Trời ơi, giống cái dân mà đứng cầu ông lãnh quá, giống như cái dân má nó ở ngoài chợ Bình Điền quá, bà nội ơi đủ má nó ngang ngược, có sợ ăn học là tôi sợ cái lỗi ăn học lắm, sợ má quá má. Giảm 20 triệu tối xong rồi bây giờ ông đi lên đòi quay là chửi đúng mà anh đi rồi đó. Trời tao chính như bao nhiêu cái đời drama mà chưa có ai dám nói tao nghe đi, mày dám nói tao đi gì vậy má, có chơi có chịu đi má, mà còn chơi mấy ông biết sức mình mà liệu mà chơi đủ má lên tốn cho xuống rồi bây giờ ngồi khóc đủ má nó, tao nói tao thiệt. Mặt trời xanh lai được, xanh lai được, mặt trời ban ngày hay là ban đêm ha, buổi sáng hay buổi chiều vậy bà nội? Thế tôi nghĩ chắc cái này là mặt trời về chiều quá, hoàng hôn quá, bởi vì tôi mới kêu là mặt trời mù mù, mặt trời lặn nó sáng bà nội. Ô má lên tố cho đã, 120 triệu rồi không chung, thôi thay vì bây giờ không có tiền chung thì lên mẹ thì chắc là quả quá, bây giờ đang muốn đúng không, đang muốn tố đại để kiếm hên hên xui xui lấy 120 triệu của con đi xài cũng đỡ qua cái mùa hạn hán này đúng không? Rồi cho nên là thấy nuốt không được, không dễ, bây giờ lên là bắt đầu khó chịu giật mình rồi quay lại rồi tôi thấy mình già mà chơi ngu rồi cái bắt đầu quay lại cự đúng không, gì kỳ vậy, thôi thì phải chung chứ. Rồi bà cố nội nè đó, bà cố nội tôi con quá, cái bà cố nội tôi á mấy anh chị, bà cố nội tôi mất kiểm soát nha mấy anh chị, lên đọc tin lắm mấy anh chị, đọc tin mà trở ngược qua mà đọc qua bị gọi là phản động luôn mấy anh chị, tự nhiên giật mình bị cô đi đó đòi nợ quá, cho nên bây giờ là khốt quá, bây giờ là không còn kiểm soát được cái lý trí nữa mấy anh chị, ăn nói tứ lung tung luôn nha, để cho mọi người nghe nha. Đó, bây giờ mất kiểm soát rồi, bây giờ là nói chuyện là tứ lung tung, không còn bình tĩnh nữa. Cho nên là bây giờ là quá lắm rồi, tạm đợi coi. Bây giờ là mất kiểm soát rồi nghe quý vị, mất kiểm soát ăn nói chuyện là bây giờ là, mà nghe nè. Chân độc lập dân tộc của toàn bộ địa cầu. 70 năm sau, đất nước chúng ta đã lập lại được hòa bình và phát triển mạnh mẽ như chưa từng bao giờ có, và cái chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ không bao giờ bị lãng quên. Trong dịp kỷ niệm đặc biệt này, nhà nước và Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Việt Nam Cộng hòa, xin lỗi, Bộ Tham mưu nghe không đó, phản động chết mẹ rồi. Chết mẹ rồi, già cỡ này mà bị lật học theo cái tội phản động nữa đó. Đất nước Việt Nam, quân đội đó, mọi thứ là thuộc về Việt Nam mà bây giờ đó là bán cho là quân lực Việt Nam Cộng hòa luôn, bán cho phản động luôn rồi, bán mẹ luôn rồi. Nghe lại, bán rồi, bán nước luôn rồi anh chị, bán nước luôn rồi, bán nước rồi mà anh chị ơi, đó quá rồi. Độc lập dân tộc của toàn bộ địa cầu, 70 năm sau đất nước chúng ta đã lập lại được hòa bình và phát triển mạnh mẽ như chưa từng bao giờ có, và cái chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ không bao giờ bị lãng quên. Trong dịp kỷ niệm đặc biệt này, nhà nước và Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Việt Nam Cộng hòa, tôi xin lỗi, rồi quân đội của Việt Nam Cộng hòa luôn rồi anh chị, giờ là quân đội của Việt Nam, là không còn của Việt Nam nữa mà là của Việt Nam Cộng hòa luôn rồi, đang tiên chương và đưa viện lực
với Việt Nam Cộng Hòa, bán nguyên một phần của đất nước Việt Nam, bán nguyên cái quân đội của Việt Nam cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa luôn rồi, bán nguyên cái quân lực quân đội mà của Việt Nam mà cho là Việt Nam Cộng Hòa luôn rồi, mấy chị ơi, rồi mất kiểm soát rồi, hiểu rồi ha. Mà bà cố nội, đây là một cái triệu chứng mà gọi là gì, bệnh già đó bà nội, bệnh lãng đó bà nội nha, về hưu được rồi, đừng có lên mạng nói nữa má ơi nha. Cái này là cái triệu chứng của bệnh già bệnh lãng tới rồi đó đó, làm ơn rút quân đi về giùm đi, hưởng tuổi già giùm đi má, đừng có lên mạng xã hội mà tranh giành giùm con cái bà cô nội nha. Hôm bữa bà nội á, bà nội nói là bà nội rất là đẹp. À, bà nội chê tôi là thị nở ở trời Tây, không có đẹp bằng bà nội là thị nở ở miền Nam Việt Nam đó. Bà nội chê tôi là thị nở trời Tây, làm sao mà đẹp bằng thị nở của miền Nam Việt Nam. Rồi bà nội á, bữa nay đó bà nội bán nguyên cái gọi là quân đội Việt Nam cho quân đội Việt quân lực Việt Nam Cộng Hòa luôn rồi đó. Mình chị thấy không, tôi nói đâu có gì đâu mà sai, nghiệp đến rồi, tôi nói nghiệp đến rồi đó, nghiệp chỗ rồi, đỡ không nổi anh chị, tôi nói nghiệp đến thở không nổi, tôi thấy nghiệp đến thở không nổi đó. Chỗ nói xong cái giật cái đầu biết mình á, nói giật mình anh chị, chết mồ xin lỗi nói kiểu này, giật mình có nghe bà nói không trời, nói, trời ơi cái này là nghiệp đó nha, nghiệp đó nha, coi chừng nha, coi chừng đêm nay và sao có ngủ ban đêm nhớ 12 giờ đêm nhớ giật mình nha, nghe tiếng động một cái ai gõ cửa một cái đó là nhớ nha nha. Thế tao nói cái tuổi này nè nha, cái tuổi này mà ăn nói kiểu này thì mà lúc 12 giờ đêm mà có cái tiếng gõ cửa nhà là hay giật mình lái té đái trong quần lắm nha. Cái tuổi này là phải mặc tã nha, tuổi này là phải mua tã mà người già mặc nha, chứ 12 giờ đêm, 12 giờ đêm mà cốc 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 ai gọi đó là không. Mặt trời mới cho xem tay, nếu là mặt trời mới phải không đó, rồi giống như cái bài mà cốc 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 vậy đó, cho xem tay, nếu là mặt trời mới thì cho xem nay, là cho xem gà chứ đó anh chị, đủ hát cái bài đó lâu quá không có nhớ. Bởi vì anh chị phải không, tôi nói với cái bà mặt trời lặng nghe nè, bây giờ bà chuẩn bị mua tả bận là vừa đó, đúng không, tả bà già bận là vừa, người già bận là vừa chứ, còn tôi nói 12 giờ đêm mà nghe tiếng gõ cửa là đái trong quần người nghe. Trời đất ơi, đem nguyên cái quân đội Việt Nam đem bán cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa luôn rồi, dữ ha, ngon nghe, kẹo này thơm dữ à, ngon nha, ngon á. Người có ăn học toàn là nói chuyện nghe thấy cái nó hợp lý không à ha anh chị à, trời ơi, người ăn học nói chuyện không đó, toàn là những người ăn học có trình độ và hiểu biết, nói chuyện nghe một cái là nghe bể ly bể tách bể đầu phải không đó, bể não không anh chị thấy không. Bởi vì ta nói tự những người mà tự cho mình là ăn học kiến thức là bằng cấp đồ đó, giờ là tối nay nói chuyện vậy không đó anh chị. Những người ăn học có trình độ cứ nói chuyện vậy không đó, chuyện vậy không đó, trời, những người mà nói chuyện giống như tôi và mọi người, sao nói lại mấy cái người ăn học có trí thức này, nói toàn ở trên mây không mà đi mây về gió không anh chị, như Tề Thiên vậy, như Tề Thiên vậy đó, như Tề Thiên Đại Thánh vậy, đi mây về gió không à, không, người trí thức ăn học có trình độ nói chuyện đỡ không nổi, nói câu nào ra cũng đỡ không nổi chứ, nói câu nào ra nghe cũng đau não hết trơn, mà khủng khiếp không. Bây giờ là mình đang ngồi suy nghĩ đó, không biết mình nói vậy rồi có sao không, có bệnh ảnh hưởng gì không, lỡ có bị chụp mũ gì không, có quy chụp gì không, có bị nghi ngờ gì không, bị an ninh mạng vào cuộc điều tra gì không, rồi có sao không, chứ bây giờ trái tim nó đang đánh thịt, giờ đi tim mà nó cứ đánh thịt thôi. Nhớ mua một lon thuốc bổ não uống vô của người già, bổ sung sức khỏe, vitamin đồ A1, A2 đồ, phải không? Đó, để chứ chứ kiểu này mà chỉ cần nghe một cái tiếng mà lọc cọp một cái là cũng hay giật mình lắm à. Đó, phải tao nói quậy. Thôi bye bye mấy anh chị, tối nay tôi lên ít hơn, chừa sức, dưỡng sức.
cho sáng ngày mai, tại vì mỗi một ngày hai like thì tôi phải dưỡng sức với anh chị. Chúc mọi người có một đêm an giấc ngon lành ở Việt Nam, một ngày mới thật là bình yên và hạnh phúc đó. Rồi tôi đi tìm những cái thông tin, tôi dạo một vòng coi tôi có gì, sáng mai tôi có gì tôi xin tao biết tiếp tục cho mấy anh chị nghe. Bye bye mấy anh chị.